chào các em đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô tên là Nguyễn Thị Tiến Vân, hiện đang dạy lớp 5 ở trường tiểu học Trần Văn Dư. Hôm nay cô rất vui cùng các em tìm hiểu bài tập đọc Luật tục xưa của người Ê Đê, sách giáo khoa tiếng Việt Nam tập 2 trang 56. Về mục tiêu bài học này, sau bài học, các em sẽ đọc lưu loát toàn bài với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản. Đọc đúng một số từ khó, nhấn giọng một số từ ngữ trong bài. Hiểu được ý nghĩa của bài. Người Ê Đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Qua đó các em hiểu, xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống, làm việc tuân theo pháp luật. Để học tốt bài hôm nay, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Nam tập 2, bút chì, vở ghi chép bài, thước kẻ. Các em nên ngồi học ngay ngắn ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình TV. Tập trung nghe cô giảng và ghi chép bài đầy đủ. Về cấu trúc bài học hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, ôn kiến thức cũ. Phần thứ hai, bài mới. Các em sẽ luyện đọc, tìm hiểu bài và luyện đọc diễn cảm. Phần thứ ba là củng cố dặn dò. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức cũ. Bây giờ các em hãy quan sát hình ảnh các chú đi tuần, kết hợp với kiến thức đã học ở bài trước, trả lời cho cô câu hỏi. Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh nào? Người chiến sĩ đi tuần trong đêm tối, mùa đông gió lạnh, khi mà tất cả mọi người đã yên giấc ngủ. Bài thơ Chú đi tuần nói lên điều gì? Qua bài thơ này, nói lên sự hy sinh thầm lặng của các chú đi tuần để bảo vệ cuộc sống bình yên. Các em à, đất nước ta trải dài từ Bắc đến Nam với nhiều vùng miền, nhiều dân tộc khác nhau sinh sống. Mỗi dân tộc có một truyền thống văn hóa, luật tục khác nhau. Các em hãy quan sát hình ảnh bên phải và cho cô biết bức tranh mô tả gì? Tranh vẽ cảnh cộng đồng người dân tộc Ê Đê đang xử phạt một người có tội quỳ bên đống lửa lớn. Dân tộc Ê Đê là một dân tộc thiểu số trong 54 dân tộc ở nước ta. Sống tập trung chủ yếu ở miền Trung Tây Nguyên, họ có một nền văn hóa lâu đời. Bài tập đọc hôm nay, luật tục xưa của người Ê Đê sẽ giới thiệu với các em một số luật lệ của người Ê Đê xưa. Đây là một văn bản hành chính. Chúng ta cần đọc thể hiện tính nghiêm minh của văn bản. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo nhé. Luật tục xưa của người Ê Đê về cách xử phạt. Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng. Chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy. Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một xăng, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham, thì người phạm tội phải chịu chết. Về tang chứng và nhân chứng, phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội. Phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội. Phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà. Nếu ở trong rừng phải bẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc.
phải có 4-5 người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra. Mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy. Có như vậy, các tang chứng mới chắc chắn. Về các tội. Tội không hỏi mẹ cha. Có cây đa, phải hỏi cây đa. Có cây sung, phải hỏi cây sung. Có mẹ cha, phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha. Đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ. Bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp. Kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội. Kẻ đó phải trả lại đủ giá. Ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. Tội giúp kẻ có tội. Kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình. Kẻ mà địch không đi được thì cõng, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết. Làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn. Phải xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mộ. Theo Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn. Để giúp các em đọc đúng và lưu loát toàn bài, cô cùng các em chuyển sang phần luyện đọc. Bài này có thể chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 về cách xử phạt, đoạn 2 về tang chứng vật chứng, đoạn 3 về các tội. Qua theo dõi cô đọc và đọc thầm theo. Các em có phát hiện từ nào khó đọc trong bài không? Cô nhắc các em chú ý luyện đọc một số từ ngữ sau. Một, xong. Các em đọc đúng cho cô âm sờ trong tiếng xong. Luật, tục. Khoanh. Các em đọc đúng cho cô vần oanh trong tiếng khoanh. Đủ giá. Các em đọc đúng cho cô âm di trong tiếng giá. Các em cùng luyện đọc lại theo cô nào. Một, xong. Luật, tục. Khoanh. Đủ giá. Ngoài một số từ đó, các em cần đọc liền mặt các cụm từ như gánh không nổi, nhìn tận mặt, diều tha quạ mộ. Các em cùng đọc lại theo cô. Gánh không nổi, nhìn tận mặt, diều tha quạ mộ. Trong bài còn có những câu văn dài, cô có câu văn sau. Theo em, ta nên ngắt giọng ở chỗ nào trong câu? Trong câu này, ta nên ngắt giọng ở chỗ. Có cây đa. Có cây sung. Có mẹ cha. Các em làm dấu vào sách giáo khoa và cùng đọc thầm theo cô. Có cây đa, phải hỏi cây đa. Có cây sung, phải hỏi cây sung. Có mẹ cha, phải hỏi mẹ cha. Hoạt động vừa rồi đã giúp các em luyện đọc từ khó và ngắt câu văn dài. Bây giờ các em cùng nhìn vào sách giáo khoa tìm hiểu nghĩa một số từ. Các em hãy lắng nghe và đọc thầm theo cô. Luật tục. Những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc. Ê Đê là tên một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên. Song, co. Là các đơn vị tiền cổ của người Ê Đê, hai song bằng một co.
Tang chứng là sự vật, sự việc chứng tỏ hành động phạm tội. Nhân chứng là người làm chứng. Trả lại đủ giá, tức là trả lại đủ số lượng và giá trị. Qua phần đọc chú thích, các em đã hiểu nghĩa các từ khó trong bài. Để đọc đúng, các em cần phải hiểu rõ nội dung bài. Chúng ta cùng chuyển sang phần tìm hiểu bài. Các em cho cô biết, người xưa đặt ra luật tục để làm gì? Người xưa đặt ra luật tục để phạt những người có tội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. Xử phạt như thế nào? Các em hãy đọc thầm lại đoạn 1 và nêu cách xử phạt của người ED. Người ED xử phạt như sau. Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, phạt tiền một xong. Chuyện lớn thì xử nặng, phạt tiền một co. Người phạm tội là người bà con, anh em cũng xử phạt như vậy. Vậy qua đoạn 1 nói lên điều gì? Các em suy nghĩ một phút cho cô nào. Qua đoạn 1 này nói lên cách xử phạt của người ED xưa. Để xử phạt cho đúng, cần phải dựa vào những gì? Các em hãy đọc thầm lại đoạn 2 và nêu các quy định về tang chứng và nhân chứng để xử phạt. Một phút suy nghĩ dành cho các em. Tang chứng phải chắc chắn, phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội, phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội, phải đánh dấu nơi xảy ra sự việc mới được kết tội, phải có vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị. Qua những chi tiết vừa nêu đã giúp chúng ta hiểu được người ED dựa vào tang chứng, vật chứng rất cụ thể gắn bó hàng ngày với cuộc sống của người dân. Như gùi. Vậy gùi là vật gì? Các em có biết không? Gùi là một vật dụng bằng tre, mây, đan thủ công rất phổ biến trong các khu vực sinh sống của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đặc biệt là vùng cao Tây Nguyên. Gùi dùng để đựng đồ, nhưng đặc biệt có thể thêm hai quai để tiện mang vác trên vai đấy các em. Qua tìm hiểu nội dung đoạn 2, vậy ý đoạn 2 là gì? Đoạn 2 nói về tang chứng, vật chứng để xử tội của người ED xưa. Những tội gì thì sẽ bị xử phạt? Các em hãy đọc thầm đoạn 3 và kể những việc mà người ED xem là có tội. Một phút suy nghĩ dành cho các em.
Những việc mà người ED xem là có tội đó là: tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình. Vậy tội là gì? Tội là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Vậy ý đoạn 3 là gì? Đoạn 3 nói về các tội để người ED xử phạt. Qua những chi tiết trong bài cho ta thấy người ED từ xưa đã có luật tục xử phạt rất nghiêm minh đấy các em. Và ngày nay nhà nước ta đã ban hành rất nhiều bộ luật để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân Việt Nam. Các em đã biết những luật nào? Hãy kể tên một số luật của nước ta mà em biết. Tên một số luật của nước ta hiện nay như: luật giáo dục, luật phổ cập tiểu học, luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật giao thông đường bộ. Cô giới thiệu thêm với các em một số sách luật của nước ta như: luật giao thông đường bộ, luật giáo dục, luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật hình sự, luật đất đai, luật an ninh mạng, luật hôn nhân và gia đình. Ngoài những luật này thì còn rất là nhiều luật nữa. Các em nên tìm đọc những cuốn sách này ở thư viện hoặc các nhà sách để chúng ta hiểu biết hơn về luật pháp của nước Việt Nam chúng ta. Qua bài học này, các em hiểu được điều gì? Một phút suy nghĩ dành cho các em. Qua bài học này, giúp chúng ta hiểu được rằng người ED từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của dân làng. Như vậy các em thấy ở xã hội nào cũng có luật pháp, mọi người cần phải sống và làm việc tuân theo pháp luật. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp nên chính phủ ta đã ban hành chỉ thị 16 để giãn cách xã hội, phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Vì thế, mọi người cần thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ, tức là chúng ta đã tuân thủ luật pháp để phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các em hãy ghi nhớ nội dung và viết nội dung bài học này vào vở ghi chép của mình. 3 phút dành cho các em ghi nội dung bài. Em đã nắm được nội dung bài học. Để giúp các em đọc diễn cảm tốt bài tập đọc này, chúng ta chuyển sang phần luyện đọc diễn cảm. Cô có đoạn văn sau. Các em hãy theo dõi và cùng cô dùng bút chì làm dấu vào sách giáo khoa để gạch chân các từ, cụm từ cần nhấn giọng cho đúng.
Bây giờ các em hãy theo dõi và cùng đọc thầm theo cô nhé. Tội không hỏi mẹ cha, có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp, kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội, kẻ đó phải trả lại đủ giá, ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. 2 phút để các em luyện đọc. Vừa học xong bài Luật tục xưa của người Ê Đê. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe và luyện đọc lưu loát lại bài tập đọc này cho cô nhé. Và nhớ xem trước cho cô bài hộp thư mật, chú ý trả lời đúng các câu hỏi 1, 2, 3 sách giáo khoa trang 63. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.